Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt Nam và Thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, nông lâm thủy sản là một trong những ngành hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, đóng góp tích cực vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước. Năm 2021, xuất khẩu nông lâm thủy sản lập kỷ lục mới với giá trị 48,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó thì có 6 nhóm hàng xuất khẩu đạt giá trị trên 3 tỷ đô la Mỹ. Đó là gỗ và các sản phẩm từ gỗ, hạt điều, tôm, gạo, rau quả và cao su. Tiếp nối sự bứt phá ngoạn mục này, ngay từ những tháng đầu năm nay, nông lâm thủy sản lại tiếp tục ghi nhận những tăng trưởng vượt bậc. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lũy kế 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt khoảng 8 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên 3,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,2%. Thủy sản đạt gần 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 47,2%. Lâm sản chính đạt gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 17%. Mỹ hiện là thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt trên 2,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 28,2% thị phần. Tiếp theo đó là thị trường Trung Quốc đạt gần 1,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 16,2%. Thị trường Nhật Bản đạt gần 586 triệu đô la Mỹ, thị trường Hàn Quốc với khoảng 376 triệu đô la Mỹ. Vâng, và các doanh nghiệp xuất khẩu thì cũng đã nhanh chóng nắm bắt được thời cơ thị trường, tận dụng những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do. Cùng với đó là tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh sang các thị trường tiềm năng. Trong chương trình Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị sự tham dự của 3 vị khách mời. Vị khách mời đầu tiên có mặt tại trường quay của chúng tôi đó là ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương. Xin cảm ơn ông. Và kết nối trực tuyến với trường quay có hai vị khách mời, đó là ông Tạ Đức Minh, tham tán thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Vị khách mời thứ hai đó là ông Nguyễn Cảnh Cường, tham tán thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh. Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã kết nối trực tuyến với trường quay của chúng tôi. Thưa ông Trần Thanh Hải, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa ông, vậy thì ông đánh giá như thế nào về tình hình xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm ạ? Có thể thấy là trong 3 tháng đầu năm thì cái tình hình xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của chúng ta vẫn có những cái dấu hiệu rất là tích cực. Và một số cái mặt hàng của chúng ta thì cũng đã có cái sự tăng trưởng vượt bậc. Nhìn chung thì cái tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông sản của chúng ta thì cũng đạt ở cái con số là khoảng 15%. Và như vậy cũng là một cái tốc độ tăng trưởng cao hơn cả cái tốc độ tăng trưởng của tất cả các mặt hàng nói chung. Và đặc biệt một số cái nhóm hàng, ví dụ như là cà phê, ví dụ như là gạo, ví dụ như thủy sản, thì chúng ta thấy là cái tốc độ tăng trưởng rất là lớn, từ khoảng 35 cho đến gần 50%. Thế thì bối cảnh chung như vậy thì chúng ta cũng thấy là khá tích cực. Tuy nhiên thì cũng có những các cái một số những các cái điểm hạn chế, ví dụ như là đối với một số nhóm hàng đặc biệt như là trái cây và giao nhận qua các cái cửa khẩu biên giới phía Bắc, thì hiện nay là do cái tình hình chống dịch ở bên Trung Quốc dẫn đến cái hạn chế về mặt thông quan, cũng có ảnh hưởng ít nhiều đến cái việc mà chúng ta xuất khẩu sang thị trường này. Vâng, chúng ta nhìn nhận những cái khó khăn do cái bối cảnh chung, thế nhưng mà cũng sẽ có những nguyên nhân, cũng sẽ có những yếu tố rất là tích cực đã khiến cho những kết quả của xuất khẩu nông lâm thủy sản trong quý 1 vừa qua đạt được những kết quả tốt như vậy, thì đâu là những mặt tích cực ạ? Thời điểm vừa qua đấy thì chúng ta cũng có thể nói là khá thuận lợi về mặt thời tiết khí hậu. Khi mà chúng ta thấy rằng là các cái sản phẩm nông sản của chúng ta cũng không bị chịu cái tác động nhiều. Thứ hai nữa là cái việc mà hiện nay thì cái quy mô mở rộng các cái diện tích canh tác và nuôi trồng của chúng ta cũng đã tăng lên rất là nhiều, kể cả đối với các mặt hàng thủy sản và các cái mặt hàng chăn nuôi. Thế thì như vậy nó cũng là một cái điều kiện rất là tốt để chúng ta có một cái nguồn hàng dồi dào phục vụ cho cái công tác xuất khẩu. Một cái điểm nữa là khi mà chúng ta tham gia vào các hiệp định thương mại tự do thì bao giờ cái nhóm hàng nông lâm thủy sản cũng là cái nhóm hàng mà được ưu tiên để đàm phán mở cửa thị trường. Và với những hiệp định thương mại tự do gần đây chúng ta đã ký được, ví dụ như với EU, với Vương quốc Anh, rồi hiệp định RCEP, thì những cái việc mà giảm thuế trong các cái thị trường này nó cũng tạo ra một cái xung lực rất là thuận lợi để cho chúng ta có thể đẩy mạnh cái việc xuất khẩu sang cái thị trường đó. Thưa quý vị, nông thủy sản của Việt Nam thì phong phú, đa dạng và rất được thị trường thế giới ưa chuộng. Sau hơn 2 năm bị gián đoạn do dịch bệnh, từ đầu năm nay, nhiều chương trình xúc tiến thương mại truyền thống đã được tích cực triển khai. Nhiều hội chợ quốc tế cũng đã được tổ chức để nhằm kết nối lại và mở rộng thêm thị trường xuất khẩu. Mỹ đã vượt qua Trung Quốc,
trở thành thị trường nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Hai tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2,3 tỷ đô la Mỹ. Sau 2 năm tạm ngừng do dịch COVID-19, Hội chợ Thủy sản Bắc Mỹ năm 2022 đã được tổ chức vào trung tuần tháng 3 vừa qua. Đây là một trong những hội chợ thủy sản uy tín thế giới. 14 doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ năm nay là các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm, cá ngừ, bạch tuộc và các sản phẩm thủy sản khác. Các doanh nghiệp đã trực tiếp giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm thêm đối tác làm ăn mới. Chúng tôi rất vui vì đã bắt đầu việc mua hàng từ Việt Nam. Đối tác Việt Nam từ bây giờ đã có thể chuyển hàng cho chúng tôi đến đây, đến Miami và Texas. Chúng tôi sẽ nhận được hàng vào tháng sau, và nếu mọi thứ tốt đẹp, chúng tôi sẽ gia tăng nhập hàng từ Việt Nam. Chúng tôi đánh giá là khách hàng đang có nhu cầu rất là thực, và họ cũng có nhu cầu nhập khẩu ngay lập tức. Có những hợp đồng thì khách hàng đã ký ngay tại hội chợ. Con tôm vẫn là át chủ bài trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Mỹ, chiếm gần một nửa giá trị xuất khẩu. Theo thống kê của Viện Thủy sản Quốc gia Mỹ, tôm là loại hải sản được ưa thích nhất trong thực đơn của người tiêu dùng ở quốc gia này. Việt Nam thì nằm trong top 5 các nhà xuất khẩu tôm lớn nhất tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần phải quan tâm, luôn luôn đảm bảo được chất lượng theo những yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe của phía Mỹ, cũng như đảm bảo được cái nguồn cung, cái số lượng để đáp ứng các cái nhu cầu lớn của các nhà nhập khẩu. Không chỉ mặt hàng thủy sản, nông sản và thực phẩm Việt Nam cũng liên tục nhận được tín hiệu tích cực từ các thị trường nước ngoài. Vừa qua tại triển lãm quốc tế thực phẩm đồ uống Foodtech Nhật Bản 2022, doanh nghiệp Việt Nam đã chọn lọc đem tới trưng bày, giới thiệu những sản phẩm nông thủy sản chủ lực, đặc trưng vùng miền của Việt Nam, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan, cho thấy tiềm năng xuất khẩu nông sản thực phẩm của Việt Nam sang thị trường này là rất lớn. Trong thời gian tới, tôi nghĩ là chúng ta sẽ có cái tiếp cận phù hợp để làm sao chúng ta đa dạng hóa số lượng các cái công ty mà quan tâm nhập khẩu hàng Việt Nam phải nhiều hơn nữa, kể cả các cái công ty của các nước khác, họ quan tâm đến hàng Việt Nam, họ nhập hàng của Việt Nam sang Nhật, và thông qua cái Nhật này họ lại xuất đi các nước khác ở trong cái thị trường của bạn hàng của Nhật Bản nữa. Hiện có khoảng 500.000 người Việt Nam và hơn 10 triệu người châu Á đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Hàng nông thủy sản thực phẩm nhập khẩu từ Việt Nam ngày càng được biết đến rộng rãi, được cộng đồng người Việt và cả người Nhật cũng như người dân các nước châu Á khác đón nhận. Ngoài các chuỗi siêu thị Nhật Bản, cửa hàng chuyên bán đồ Việt cũng xuất hiện ngày càng nhiều với các sản phẩm như nước mắm, bánh phở, đồ uống, trái cây, thậm chí có cả mía, hoa chuối, lá dứa. Mọi thứ đều rất là phong phú, dễ mua. Khi mà nhìn thấy những cái thực phẩm, ví dụ như là tương ớt hay là trái cây ở Việt Nam, ở Nhật Bản, ở siêu thị Nhật thì cảm thấy là trời ơi, thật là tuyệt vời, dù là ở Nhật nhưng mà mình vẫn có thể được ăn hoa quả và trái cây ở Việt Nam. Hiện hàng hóa nông lâm thủy sản của Việt Nam đã xuất khẩu đi 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản luôn đạt xuất siêu và ngày càng tăng, kể cả trong những giai đoạn khó khăn, góp phần cân đối cán cân thương mại của Việt Nam. Vâng, thưa ông, là các hội chợ quốc tế thì luôn là một điểm đến để cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể gặp gỡ đối tác rồi quảng bá sản phẩm, qua đó thì tăng cường xuất khẩu vào các thị trường tiềm năng trên thế giới. Vậy xin ông cho biết những cái hội chợ quốc tế nào mà Việt Nam đã không bỏ lỡ trong thời gian vừa qua? Đối với các cái khu vực châu Âu đấy, các nước của khu vực châu Âu thì chúng ta cũng thấy có một số những cái hội chợ nông sản mang tính chất truyền thống và có ý nghĩa rất lớn đối với các cái nhà xuất khẩu nông sản nói chung, trong đó có các nhà xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Ví dụ như là hội chợ nông nghiệp quốc tế của Pháp, thế hoặc là hội chợ thủy sản Bruxelles diễn ra vào tháng 4 hàng năm thì các doanh nghiệp thủy sản của chúng ta cũng đã tham gia đều đặn. Hoặc hội chợ ở Macfrut ở Rimini ở Italia, hội chợ Biofac ở Đức, rồi những cái hội chợ tương tự, ví dụ như là về các cái sản phẩm về hoa ở Hà Lan, và ở Mỹ thì chúng ta cũng thấy có cái hội chợ nông sản ở Boston, thủy sản ở Boston là một cái hội chợ rất là quan trọng. Thì với cái việc mà Việt Nam cùng với các nước hiện nay cũng đang dần dần mở cửa trở lại cho cái hoạt động giao thương, thì cái việc tham gia các hội chợ như vậy nó cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp của chúng ta có thể tiếp cận trở lại đối với bạn hàng, cũng như là tìm kiếm được thêm các cái khách hàng mới, và qua đó thì sẽ mở rộng được thêm các cái lượng giao dịch và cái doanh thu của mình. Dạ vâng ạ.
Vâng, thưa quý vị, như trong phóng sự mà chúng ta vừa xem thì nông sản và thực phẩm của Việt Nam đang rất được ưa chuộng tại thị trường Nhật Bản. Để có góc nhìn thực tế về câu chuyện nông thủy sản Việt Nam tại thị trường Nhật Bản thì chúng ta ngay bây giờ sẽ cùng kết nối với ông Tạ Đức Minh, tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. Xin cảm ơn ông Tạ Đức Minh đã kết nối với trường quay ạ. Thưa ông Tạ Đức Minh, hiện nay thì những mặt hàng nông thủy sản nào của Việt Nam đang được ưa chuộng nhất tại Nhật Bản ạ? Nhật Bản là thị trường có cái nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ lớn đối với các cái sản phẩm nông thủy sản và thực phẩm từ nước ngoài, thì bao gồm có cá và các sản phẩm chế biến từ cá như là tôm, lươn, thịt và những cái sản phẩm từ thịt hoặc là đậu nành, sản phẩm từ ngũ cốc, rau quả tươi và cái rau quả chế biến. Việt Nam thì được đánh giá là quốc gia có thế mạnh về những mặt hàng nói trên và có khả năng cung ứng tốt cho thị trường Nhật Bản. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam thì kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông thủy sản của Việt Nam năm 2021 sang Nhật Bản thì đạt 1,8 tỷ đô la. Cà phê là tăng 25,5%, hàng rau quả tăng 20%, hạt điều tăng 39%, hạt tiêu tăng 56%. Thì một số mặt hàng hoa quả Việt Nam cũng chiếm thị phần lớn và ngày càng phổ biến trên thị trường như thanh long, xoài, chuối, dừa, vải, sầu riêng. Thời gian gần đây thì các loại hoa quả đông lạnh như là sầu riêng, mít, nhãn, mía, thậm chí có quả hồng xiêm thì cũng đã được các cái nhà nhập khẩu đưa vào thị trường Nhật Bản và được đông đảo người tiêu dùng đón nhận. Vâng, xin ông cho biết ý nghĩa và kết quả về việc các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ Foodtech ở Nhật Bản vừa qua. Nhằm mục tiêu là cái duy trì các cái thương hiệu hàng Việt Nam tại Nhật Bản, thương vụ cũng đứng ra tổ chức vận hành khu gian hàng của Việt Nam, giới thiệu tới đông đảo cái khách tham quan cũng như là các nhà nhập khẩu. Thương vụ đánh giá sắp tới là những mặt hàng Việt Nam cũng sẽ trở thành một cái loại sự là bùng nổ về các thông tin về mặt hàng Việt Nam tại Nhật Bản. Qua việc mà giới thiệu như thế này thì cũng tăng cường được cái mở rộng cũng như là quảng bá cái thương hiệu Việt Nam tại thị trường Nhật Bản. Thưa hai vị khách mời, ngoài tham gia các hội chợ thì hiện nay việc đẩy mạnh đưa sản phẩm vào hệ thống siêu thị của các nước, qua đó tăng cường xuất khẩu thì cũng rất được chú trọng. Vậy thì cụ thể là hiện nay chúng ta đã triển khai công việc này như thế nào ạ? Bộ Công Thương cũng đã có một cái đề án về việc đưa hàng hóa Việt Nam, đặc biệt là nông sản vào các hệ thống phân phối, hệ thống siêu thị của các nước, đặc biệt là các thị trường lớn như là Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản. Tại khu vực châu Âu thì chúng ta cũng đã làm việc với một số các cái chuỗi siêu thị, ví dụ như là casino, ví dụ như là hệ thống của metro trước đây, cũng như là hệ thống food ở Italia. Thì cái ở đây chúng ta cũng thấy rằng các mặt hàng của chúng ta nhìn chung là được các hệ thống siêu thị là nó đón tiếp rất là tốt khi mà chúng ta bổ sung những cái mặt hàng, đặc biệt là những cái trái cây nhiệt đới vào trong các cái danh mục mặt hàng của các cái siêu thị như thế. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải có thêm những cái hoàn thiện, ví dụ như là về mặt bao bì, đóng gói, về mặt ngôn ngữ, cũng như là đáp ứng những các cái tiêu chuẩn về mặt chất lượng, quản lý an toàn thực phẩm của những nước sở tại. Thì với những cái điều kiện đó thì chúng ta cũng hy vọng sẽ tiếp tục mở rộng cái kênh phân phối rất là hiệu quả này. Vâng, đó là tại thị trường các nước nói chung. Vậy còn với riêng thị trường Nhật Bản thì như thế nào, thưa ông Tạ Đức Minh? Thương vụ Việt Nam đến Nhật Bản thì cũng luôn là chú trọng đẩy mạnh các công tác mà kết nối doanh nghiệp, tìm cách đưa được trực tiếp những cái sản phẩm của Việt Nam vào hệ thống siêu thị hoặc là hệ thống phân phối của Nhật Bản, ví dụ như các hệ thống siêu thị Aeon này, hoặc là Don Quixote này, Itoyokado này, thậm chí là có những sản phẩm là đưa vào cái hệ thống cửa hàng đồng giá là 100 yên. Thương vụ cũng phối hợp với các cái tổ chức xúc tiến thương mại trong nước, các cái hiệp hội ngành hàng cũng như các địa phương của Việt Nam, tổ chức các cái hội thảo online là giới thiệu về các cái tiềm năng hàng hóa của Việt Nam, tổ chức các cái buổi là giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các cái doanh nghiệp của Nhật Bản. Sắp tới vào ngày 8 tháng 4 cũng hội thảo tư tầm vấn về thị trường Nhật Bản. Rồi trong tháng 6 thì thương vụ cũng sẽ phối hợp với các đơn vị trong nước thì cũng sẽ tổ chức một series các cái sự kiện. Vâng, xin cảm ơn ông Tạ Đức Minh đã kết nối với trường quay Việt Nam Thế giới ngày hôm nay ạ. Nông lâm thủy sản là một trong những nhóm hàng hưởng nhiều ưu đãi nhất từ Hiệp định Thương mại Tự do mà Việt Nam đã ký kết. Thời gian qua thì Việt Nam tiếp tục khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do với việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu vào các thị trường lớn và khó tính. Thị trường xuất khẩu và các mặt hàng xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam thì cũng được mở rộng hơn, tăng trưởng cả về lượng và trị giá. Xuất khẩu hạt điều sang EU đã nhiều năm nay, nhưng doanh nghiệp này phần lớn chỉ xuất khẩu điều nhân vì được hưởng thuế suất 0%.
còn điều chế biến sâu phải chịu thuế 7-12%, nên tỷ trọng xuất khẩu rất nhỏ. Nhưng kể từ khi EVFTA có hiệu lực, sản phẩm điều chế biến sâu được giảm thuế xuống còn 0%. Đây là cơ hội để doanh nghiệp tăng thị phần xuất khẩu điều thành phẩm vào khu vực thị trường này. Mặt hàng hạt điều hiện nay là chiếm khoảng 50% doanh số xuất khẩu, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng tận dụng được cái hiệp định để làm sao chúng tôi năm 2022 chúng tôi xuất được mặt hàng điều chế biến sâu, tận dụng được cái thuế xuất khẩu sang các nước để làm sao tăng doanh số được tốt nhất. Kế hoạch là cũng tăng khoảng 10-15% cái doanh số trong năm 2022. Hiện EU đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của mặt hàng điều Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hơn 800 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, trong 2 tháng đầu năm 2022, ngành gạo cũng liên tiếp đón tin vui khi xuất khẩu tiếp tục tăng cả về sản lượng lẫn giá trị. Việc gạo Việt Nam đang giữ vững vị thế của dòng gạo cao cấp trên thị trường quốc tế đã thúc đẩy xuất khẩu gạo nước ta tiếp tục đà khởi sắc, khi chưa đầy 2 tháng đầu năm 2022 đã mang về hơn 314 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 36% về khối lượng và 19,6% về giá trị so với cùng kỳ. Chúng ta cũng vừa ký một cái hiệp định thương mại tự do với cả UK, Liên Hiệp Vương quốc Anh. Thì tất cả những cái cam kết của chúng ta với EU cũng được UK áp dụng giống nhau như vậy. Có nghĩa là chúng ta lại được một cơ hội nữa là 80.000 tấn hạn ngạch để xuất khẩu UK. Thì đây là những cái cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Không chỉ gạo, hạt điều mà rất nhiều nông sản khác của Việt Nam như cà phê, trái cây, rau quả hay một số mặt hàng thủy sản cũng đều được hưởng ưu đãi thuế quan từ các hiệp định FTA. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành nông, lâm, thủy sản cần phải nắm chắc thị trường để tạo lợi thế cạnh tranh xuất khẩu. Các loại thực phẩm chế biến thì càng khắt khe hơn. Các bạn phải thử nghiệm trên 10 năm về hương vị, bao bì đối với các sản phẩm như đồ ăn, đồ uống rồi mới có thể xuất khẩu ra thị trường thế giới. Thụy Sĩ cũng là nước có lượng tiêu thụ cà phê rất lớn. Cà phê Việt Nam đã định vị thành công trên thị trường thế giới. Bên cạnh cà phê Nam Mỹ chẳng hạn, cà phê Việt Nam rất tuyệt vời và có thể đáp ứng được các điều kiện để được bày bán tại thị trường châu Âu. Chúng tôi cảm thấy rất vui vì người Thụy Sĩ rất chuộng cà phê. Thưa ông, là những hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới mà chúng ta ký kết với các quốc gia và khu vực thì đem lại rất là nhiều lợi thế cho các mặt hàng xuất khẩu của chúng ta. Vậy ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về từng đặc điểm của các thị trường đối với những mặt hàng xuất khẩu nông lâm thủy sản của chúng ta? Với thị trường EU là một cái thị trường mà hết sức lớn, mà bất kỳ một quốc gia nào cũng đều có mong muốn là có cái hoạt động xuất khẩu. Thì tại khu vực Đông Nam Á, hiện nay ngoài Singapore thì chỉ có Việt Nam là có hiệp định thương mại tự do với cả EU. Nông sản thì có lẽ Việt Nam chúng ta là đang được hưởng cái lợi thế rất là lớn so với các quốc gia khác ở trong cùng khu vực. Đấy là một cái mà chúng ta thấy rằng cái ưu đãi, một cái ưu thế. Thế nhưng cái ưu thế đó nó sẽ không đem lại cái giá trị thực tế nếu như mà doanh nghiệp của chúng ta không tận dụng được thông qua những các cái hoạt động đẩy mạnh về xúc tiến thương mại, cũng như là chúng ta phải tranh thủ tạo ra một cái vị thế và một cái uy tín hay cái thương hiệu của chúng ta ở trên thị trường châu Âu. Với hiệp định RCEP đấy, thì là cái hiệp định giữa các nước ASEAN với 5 nước đối tác của ASEAN. Cái điều này nó sẽ đem lại một cái thuận lợi lớn hơn, đó là khi mà chúng ta có thể tận dụng được những cái nguồn nguyên liệu từ các quốc gia khác. Ví dụ như là từ Trung Quốc là một cái nơi mà cung cấp cái nguồn nguyên liệu cho cả thế giới, thì chúng ta xuất sang các quốc gia khác, ví dụ như là sang Nhật, sang Australia, chúng ta vẫn được hưởng một cái ưu đãi. Với CPTPP đấy, thì những cái quốc gia như Mexico với Peru là những cái quốc gia mà lần đầu tiên chúng ta có cái hiệp định thương mại tự do. Qua gần 3 năm thực hiện thì cái hiệp định này đã phát huy cái tác dụng rất tốt, khi mà cái kim ngạch xuất khẩu vào những quốc gia này nó tăng lên từ khoảng 25 đến cho đến 35%. Vâng, thưa quý vị, UKVFTA vừa thực thi được 1 năm thế nhưng đã mang lại những tác động rất tích cực đến thương mại song phương, đặc biệt là xuất khẩu của Việt Nam và thị trường Anh. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với ông Nguyễn Cảnh Cường, tham tán thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh để có thể hiểu rõ hơn về những chuyển biến này ạ. Xin cảm ơn ông Nguyễn Cảnh Cường đã tham dự chương trình với chúng tôi ạ. Thưa ông, đâu là những mặt hàng xuất khẩu đã đạt kết quả cao trong thời gian vừa qua và đâu là những mặt hàng mà còn nhiều tiềm năng để chúng ta đẩy mạnh khai thác trong thời gian sắp tới ạ? Đối với nông sản, đúng là người tiêu dùng thì nói chung là thích đồ tươi hơn là đồ chế biến đóng hộp. Tuy nhiên vẫn có những sản phẩm mà tôi cho rằng là đồ
chế biến đóng hộp có lợi thế hơn là đồ tươi. Ví dụ như là nước dừa, nước dừa của Việt Nam cũng được đánh giá là rất là ngon, và một cái số loại trái cây khác chẳng hạn như là trái vải là người tiêu dùng ăn liền mà còn có thể dùng làm nguyên liệu cho cái ngành làm bánh hay là sử dụng trong các khách sạn. Theo nhận định của ông thì nông thủy sản của Việt Nam sẽ cần có những yếu tố như thế nào để có thể tăng thị phần xuất khẩu tại thị trường Mexico Anh ạ? Nếu các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục giữ vững được sự tín nhiệm của bạn hàng và kiên định thực hiện được cam kết giao hàng đảm bảo chất lượng thì thị phần hàng Việt Nam tại Anh sẽ từng bước được gia tăng trong thời gian tới. Để đảm bảo chất lượng và sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của thị trường thì doanh nghiệp Việt Nam là phải sản xuất theo tiêu chuẩn Anh. Trong nông nghiệp thì doanh nghiệp và người nông dân thì phải sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng phải làm chủ được công nghệ bảo quản và vận chuyển nông sản bằng đường biển. Nông sản từ Việt Nam sang Anh vừa là xa vừa là khó, và có một số loại như rau quả trái cây là phải có công nghệ vận chuyển bằng container lạnh thì mới đảm bảo khi sản phẩm đến nơi vẫn còn tươi ngon. Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Cảnh Cường đã kết nối với trường quay ạ. Thưa ông Trần Thanh Hải, với những chia sẻ của ông Nguyễn Cảnh Cường thì có thể thấy rằng là các doanh nghiệp sẽ có ít nhiều những kinh nghiệm để chúng ta có thể đẩy mạnh và tăng được cái thị phần xuất khẩu ở trong thị trường Vương quốc Anh. Vậy còn đối với những cái thị trường khác mà chúng ta cũng đã ký kết hiệp định thương mại tự do thì chúng ta sẽ cần chú trọng vào những vấn đề gì để có thể đẩy mạnh xuất khẩu cũng như là gia tăng thị phần ạ? Ký được hiệp định thương mại tự do là cái bước đầu tiên rất quan trọng, nhưng mà cũng chưa thể đem lại được cái doanh số nếu như mà không có cái sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì trong cái bối cảnh mà chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng trở lại như hiện nay thì một cái nguy cơ đối với doanh nghiệp của chúng ta đó là cái việc mà gian lận xuất xứ, và cái điều này nó có thể chặn cái bước tiến của cái hoạt động xuất khẩu. Chính vì vậy thì các doanh nghiệp của chúng ta phải ý thức hết sức rõ về cái việc mà gian lận xuất xứ để tránh vô tình hoặc cố ý tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động gian lận như vậy, và qua đó thì nó sẽ dẫn đến những cái hệ quả là hết sức lớn, không chỉ cho một doanh nghiệp mà có thể cho cả một ngành sản xuất. Và như vậy thì nó sẽ gây cái thiệt hại đến uy tín của ngành sản xuất đó và uy tín của cả Việt Nam. Thì cái này là một cái mà trong cái quá trình các doanh nghiệp của chúng ta tiến ra các thị trường thì chúng ta cũng cần hết sức lưu ý như vậy. Vâng, cái hiệp định thương mại tự do thì là bước đệm cho nông sản Việt đi xa, thế nhưng không phải là cánh cửa thần kỳ để giúp chúng ta có lợi thế cạnh tranh tuyệt đối trên các mặt trận xuất khẩu, mà sức mạnh sẽ nằm ở chính chất lượng và nội lực của nông sản Việt Nam. Trong đó thì truy xuất nguồn gốc là một trong những khâu bắt buộc phải có của sản phẩm nếu mà chúng ta muốn đưa ra lưu thông và tăng khả năng cạnh tranh đối với các sản phẩm khác tại thị trường xuất khẩu. Sầu riêng, chôm chôm, xoài là các sản phẩm xuất khẩu chính của doanh nghiệp này. Là doanh nghiệp có nhiều năm xuất khẩu hoa quả tươi và đông lạnh sang các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, v.v. Doanh nghiệp hiểu rõ về tầm quan trọng truy xuất nguồn gốc đối với tăng trưởng xuất khẩu. Diện tích là bao nhiêu, các anh canh tác như thế nào và ghi chép sổ sách ra làm sao, thì cái này là đối với khách hàng họ cực kỳ là quan tâm. Đây là một cái tiêu chí đầu tiên căn bản phải có để chúng ta bước tiếp những cái bước tiếp theo để có thể mở cửa được thị trường. Việt Nam đang tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, và để tận dụng tối đa lợi ích từ các hiệp định này để thúc đẩy xuất khẩu, doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng luật chơi chung của các đối tác quốc tế, trong đó yêu cầu về truy xuất nguồn gốc với nông sản nhập khẩu. 27 nước EU, trong đó bây giờ kể cả Anh thế, và các cái nước gọi là có các yêu cầu kiểm định vẫn nghiêm ngặt, thì đều yêu cầu cả. Đấy. Trung Quốc là cái nước lớn nhất cạnh chúng ta yêu cầu rất rõ ràng, Nhật Bản yêu cầu, Hàn Quốc yêu cầu, tức là những cái nước mà chúng ta có cái giao dịch thương mại lớn thì đều yêu cầu cả. Các doanh nghiệp Việt Nam nên chú trọng thêm các yếu tố xung quanh chất lượng sản phẩm như quy trình sản xuất xanh, nguyên liệu xanh, thân thiện môi trường. Các doanh nghiệp Hoa Kỳ họ rất chú trọng điều này, nguồn gốc sản phẩm cũng cần được lưu ý để minh bạch hơn. Để đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tính đến thời điểm hiện tại, Cục Bảo vệ Thực vật đã cấp khoảng 3.600 mã số vùng trồng cho trái cây, rau, hạt giống và khoảng 2.000 mã số cho cơ sở đóng gói.
Việt Nam cần tăng tốc độ cung cấp mã số vùng trồng, chứng nhận tiêu chuẩn Việt Gáp, cũng như số lượng của các chứng nhận này. Vì khi xuất khẩu ra nước ngoài, nếu có đầy đủ chứng nhận về chất lượng và nguồn gốc, thương hiệu sản phẩm Việt Nam sẽ được phổ biến rộng hơn tới người tiêu dùng. Dự kiến trong năm nay, Cổng Thông tin Truy xuất Nguồn gốc Hàng hóa Quốc gia sẽ đi vào hoạt động và kết nối với 100% hệ thống truy xuất nguồn gốc của các bộ, cơ quan liên quan, góp phần quản lý chất lượng nông sản ngay từ gốc, tạo thuận lợi cho xuất khẩu. Thưa ông, là có thể thấy rằng là các doanh nghiệp cũng như là các bộ ngành, các cơ quan liên quan của chúng ta thì đều đã rất là nỗ lực để đẩy mạnh cái việc truy xuất nguồn gốc, thì qua đó chúng ta cũng tăng cường cái kênh xuất khẩu cho các mặt hàng nông lâm thủy sản. Thì tuy nhiên trong cái quá trình đó thì chúng ta cũng gặp không ít khó khăn. Vậy cụ thể thì đó là những khó khăn, những rào cản như thế nào ạ? Truy xuất nguồn gốc là một cái điều kiện mà rất là quan trọng trong cái bối cảnh hiện nay, không chỉ ở cái vấn đề về an toàn thực phẩm mà còn có ý nghĩa về việc bảo vệ môi trường. Thế thì việc ứng dụng truy xuất nguồn gốc trong thời gian của chúng vừa qua thì chúng ta cũng đã làm được khá tốt và gắn liền với các cái hoạt động về khuyến nông, về tăng cường trồng trọt và chăn nuôi. Tuy nhiên nó cũng có một số các cái vấn đề, mà trước hết đó là ở cái khâu nhận thức. Có thể đâu đó thì các cấp chính quyền cho đến hợp tác xã, đến người nông dân cũng chưa nhận thấy hết cái tầm quan trọng của cái công tác này. Cái thứ hai đó là về vấn đề công nghệ. Khi mà một số cái hệ thống truy xuất nguồn gốc nhưng mà chưa đi vào cái thực chất và nó chỉ là một cái phần ở bề mặt, bề nổi, và cái nó không dẫn được đến cả một cái chuỗi trong cái quá trình sản xuất cũng như là tiêu thụ sản phẩm. Và như vậy thì có thể nói là cái truy xuất nguồn gốc đó nó không đủ cái sự tin cậy. Và cái thứ ba đó là ở cái khâu người tiêu dùng. Bắt buộc các nhà sản xuất, các nhà kinh doanh của chúng ta sẽ phải có cái đầu tư nghiêm túc và thực sự bài bản để đưa truy xuất nguồn gốc trở thành một cái yếu tố thiết yếu trong cái quá trình sản xuất và kinh doanh mặt hàng nông sản nói chung. Với tình hình bối cảnh chung hiện nay thì cũng có khá nhiều những yếu tố phức tạp, tác động không nhỏ đến tình hình xuất khẩu nói chung. Vậy thì các doanh nghiệp sẽ cần lưu ý những vấn đề gì ạ? Chúng ta thấy rằng cái bối cảnh hiện nay thì đúng là rất là phức tạp và khó đoán định khi mà có quá nhiều các cái yếu tố có thể tác động đến cái môi trường kinh doanh, từ những vấn đề chính trị cho đến vấn đề về xã hội, vấn đề về y tế, rồi vấn đề về biến đổi khí hậu. Thì chính vì vậy thì các doanh nghiệp của chúng ta cũng cần phải có một cái phương án, một cái kịch bản kinh doanh trong cái điều kiện và có nhiều cái thay đổi như hiện nay, cũng cần phải nắm chắc các cái luật chơi của thế giới bên ngoài. Khi mà đi ra thị trường bên ngoài có rất nhiều những các cái thông tin mới, những cái quy định mới mà chúng ta không nắm bắt được thì vô hình chung lại trở thành những cái rào cản, thậm chí là gây thiệt hại rất là lớn cho doanh nghiệp. Và một cái điều nữa các doanh nghiệp của chúng ta cũng cần nên xem xét thêm và lưu ý, đó là cái việc sử dụng những cái công cụ bảo hiểm và phòng ngừa rủi ro. Ví dụ như là mua bảo hiểm là một cái yếu tố rất là cần thiết cho các doanh nghiệp khi đi ra thị trường thế giới. Và hy vọng rằng với tất cả những nỗ lực đó thì chúng ta sẽ đạt kết quả còn khởi sắc hơn nữa đối với xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong những tháng tiếp theo của năm 2022. Vâng, thưa quý vị, chất lượng được cải thiện, giá trị xuất khẩu tăng cao, thương hiệu nông thủy sản Việt đang dần khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế. Hiện thì nhu cầu tiêu thụ nông sản trên thế giới đang gia tăng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát thì sẽ tạo cơ hội cho xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam bứt phá. Vấn đề còn lại là ý thức, quyết tâm xây dựng thương hiệu của các doanh nghiệp, tiếp tục khai thác tiềm năng và phát huy hiệu quả các hiệp định thương mại tự do để nhằm hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 50 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Và một lần nữa xin cảm ơn ông Trần Thanh Hải đã đến tham dự chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Và xin cảm ơn biên tập viên Huyền Trang. Và chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website vtvgo.vn hoặc là tải ứng dụng VTV Go từ kho ứng dụng App Store hoặc Google Play. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.